Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Thì tiếp theo là lên quay quay nhỏ anh em ha. Con này 202 anh em ha. Bên em thì hiện tại là quay nhỏ đang có rất là nhiều anh em nha. Lốc đen thì có hai con, một con là con này nha anh em. Con này là 20.500 này, 60L8 này, 02072 này. Con này thì 20.500, 202. Đó, con này thì máy móc cũng zin, chân giàn áo đẹp anh em. Nói chung hai con, bên em có hai con là con này với lại con 60M2 này anh em. Con 60M12 này là cũng máy zin, tất cả đều là đẹp hết. Con này thì nó cao hơn 22.500, còn con này thì là 20.500. Đó, thì anh em tham khảo thử nha. Anh em mà có nhu cầu thì đến cửa hàng xe máy Hàng Sáng xem xe thử nha. Còn bây giờ thì em đi chi tiết con xe này. Con này 20.500 này, con này 202 này, để anh em coi thử cảm nhận nha. Nói chung là bựng đồ áo đồ còn nguyên hết anh em nhé. Bên em thì nói chung là chỉ tháo ra được, tháo ra anh em coi tham khảo thôi. Rồi anh em coi thử đi, anh em coi từ dàn chân dàn đồ xuống thì kiểm tra xem là như thế nào. Con này thì cái tem thông số này nó còn luôn này, còn cái con bên kia thì cái tem thông số nó bị mất rồi. Nó dường nó khác biệt nha, chứ không thì em quay hai con quen pha lên thì anh em này nhầm lẫn là kêu là đăng rồi mà đăng lại. Nó không phải, con này là hai con khác nhau, con rẻ hơn con mắc hơn xíu. Bựng đồ còn nguyên hết, tất cả mọi thứ còn nguyên hết nha. Này, con này áo này. Đấy, anh pha đẹp lắm anh em ạ. Con nào cũng êm hết, con này thì 60L8, 20.500. Tất cả mọi chi tiết đều đẹp hết, Căm này, thì căm giống mới thay rồi. Niềng để tiếm coi xem còn hay không thôi, chứ còn căm thì căm mới. Sườn này anh em đẹp lắm, 20.500. HVN anh em ha, đấy ống tán này đẹp không? Hẹn sưu tầm luôn anh em nhé. Thằng sưu tầm rồi chạy kiện anh em ha, đi kiện, đi cà phê, đi chơi. Mấy hàng này không phải là hàng đi cày đâu anh em. Mấy hàng này không phải hàng đi cày nhá anh em. Sườn đẹp không anh em? Sườn gì điện gì đồ. Coi cảm nhận nha, anh em coi cảm nhận nha. Rồi, anh em coi cảm nhận. Quảng ươm anh em này. Đó anh em nhìn thấy không? Chất xe mà nó như vậy nha anh em. 20.500, 20.500. Đồ đạc đẹp lắm. Dàn chân dàn áo anh em ạ. Căm đùng điện thì Gucci hết đó mọi người. Căm đùng điện là Gucci hết nè. Cảm nhận nhé.
cái giá trị nó cao anh em ạ. Thực sự mà nói là cái giá trị của nó cao, nên là khi mà anh em mua xe cái giá trị cao thì từ đồ đạc, ốc tán, đồ cái chất xe, tất cả mọi thứ nó đẹp lắm anh em ạ. Nó đáng đồng tiền anh em bỏ ra. Giá trị xe này nó đáng đồng tiền anh em bỏ ra luôn nha anh em. Êm lắm, sạch sẽ lắm, xe sạch sẽ rồi tất cả mọi thứ. Dàn nhựa của nó zin đồ anh em, nó chắc lắm, nó chắc chắn lắm anh em. Dàn nhựa đồ chắc chắn đẹp lắm. Đèn cam đồng liền thì trước sau đều vô xi hết nha anh em, trước sau đều vô xi hết, đem bọng mọi thứ. Xe thì đời 202. Chất xe ok lắm anh em, chất xe nha. Con này là cái chất máy móc êm nhẹ, rồi chất xe dàn chân dàn não rồi nó liền lạc, nó chắc chắn rất là đẹp, liền lạc chắc chắn rất là đẹp đấy. Thì anh em đang có nhu cầu mà muốn mua quay nhỏ, lốc đen hoặc là gì đó thì có thể liên hệ nhé, coi ký video này rồi liên hệ đến Hoàng Sáng giúp em qua cái đầu số là 0983 533 445, rồi đến cửa hàng chạy thử trải nghiệm cảm nhận. Này thì tháo ra hết để anh em coi thôi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nói chung là dạo này về toàn xe đẹp thôi anh em ạ. Bình xăng mà 202 đến giờ mà nó như vậy nè, thì anh em biết là chất xe này giữ thì nó như thế nào rồi. Nhựa đẹp lắm. Bên trong ra ngoài đế yên đồ nguyên hết nha mọi người. 60L8 4 số luôn, sang tên đúng tốc được, trả góp xuất xe được. Xe này còn đẹp lắm, xuất tốt rồi, anh em bóp thắng trước là vẫn còn sáng đèn, biết anh em biết rồi. Chất xe của nó còn liền thế nào. 202 nhé mọi người, 202. Thì bên em lốc, nếu mà lốc đen thì đang có 2 chiếc. Lốc đen thì đang có 2 chiếc, và một chiếc 202 này với một chiếc đây, chiếc 60M2 này nữa. 125, mỗi chiếc của một chiếc thì 20 năm. Chiếc thì 22 năm. Còn nếu như mà anh em muốn lốc trắng á, thì đang có mấy chiếc, và quen pha cọc thì đang có một chiếc đó, thì anh em tham khảo thử. Thì đấy là những con xe mà quay nhỏ ha, còn quay lớn kia thì nói chung là anh khoa thì tầm 11-12 triệu thì rất là nhiều. RS quay S thì rất là nhiều đó, anh em tham khảo thử đó. Nếu mà thấy hợp lý ở chỗ nào, ok được chiếc nào thì có thể liên hệ Hoàng Sáng, bên em thì có trả góp, có ship xe đầy đủ hết, sang tên hút gốc được vậy nha anh em. Thì anh em coi video nhớ cho em xin dừng lại lần ký nhé.